Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Mão năm 2022, nam mạng sinh năm 1963, tuổi âm lịch 60 tuổi, sao Vân Hớn chiếu mệnh, mạng kim gặp mệnh kim là bình hòa, thiên can tuổi quý gặp năm nhâm là bình hòa. Thông tin gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nam mạng. Nam giới sinh năm 1963 cẩm tinh con mèo tuổi Quý Mão, có ngày sinh âm lịch tính từ ngày 25 tháng 1 năm 1963 đến ngày 12 tháng 2 năm 1964 âm lịch. Với thiên can quý địa chi Mão mang ý nghĩa quá lâm chi thổ, thọ qua rừng. Ngũ hành kim, bạch lạp kim, vàng và bạc, tương sinh với thủy, tương khắc với mộc, cung mệnh nam mạng là cung khảm. Người sinh năm 1963 tuổi Quý Mão là người gần gũi và tinh tế. Họ là một người vô cùng cầu toàn trong các mối quan hệ, nhưng vẫn luôn biết cách đối nhân xử thế, thông cảm và lắng nghe người khác nên được mọi người yêu mến, tôn trọng. Nam mạng sinh năm 1963 là người có tư chất thông minh, lại mưu trí, nên sự nghiệp dù có lúc thăng trầm sẽ vượt qua và có quý nhân phụ trợ. Bước qua tuổi trung tuần, bản mệnh nếu biết hạnh thiện, tu tâm cuối đời sẽ ổn định, an nhàn. Năm nhâm dần 2022, tử vi tuổi Quý Mão nam mạng sinh năm 1963 sẽ trải qua một năm ra sao, về mặt sức khỏe, tiền tài có tốt đẹp hay cần kiêng kỵ điều gì hay không? Mời quý bạn theo dõi bài viết dưới đây. Xem tử vi nam tuổi Quý Mão sinh năm 1963, năm 2022 tổng quan. Xét về tử vi tổng quan năm 2022 của nam mạng tuổi sinh năm 1963, dự đoán chuyển biến trong cuộc sống về tiền tài, sức khỏe, sự nghiệp, vận hạn sẽ xét trên nhiều yếu tố như ngũ hành bản mệnh, can chi, hạn tuổi hay sao chiếu mệnh. Năm nhâm dần 2022 là năm con hổ mà mệnh kim, bạch lạp kim, nghĩa là vàng pha bạc. Bản mệnh của Quý Mão sinh năm 1963 thuộc kim, gặp mệnh kim của năm 2022 là bình hòa. Địa chi Mão gặp dần, thiên can quý gặp nhâm đều bình thường. Tử vi tổng quan năm 2022 tuổi Quý Mão nam mạng dự đoán sẽ gặp khó khăn về công việc. Do vậy, không nên chi tiêu số tiền lớn vào làm ăn kinh doanh trong năm nay. Do đã có tuổi nên bản mệnh cần chú ý và chăm sóc các vấn đề về sức khỏe, gia đạo cần giữ bình tĩnh để không xảy ra mâu thuẫn mất hòa khí. Năm 2022, nam mạng Quý Mão sinh năm 1963 bị ảnh hưởng bởi sao Vân Hớn, dễ gặp bất lợi về sự nghiệp và sức khỏe. Tuy vậy, bản mệnh nên giữ một tinh thần lạc quan, vững vàng để vượt qua, không nên để ảnh hưởng đến sức khỏe. Luận giải tử vi năm 2022, nam tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trên các phương diện. 1. Công việc, sự nghiệp. Công việc làm ăn của nam mạng tuổi Quý Mão trong năm 2022 vẫn khá ổn định. Nếu bản mệnh đã về hưu, sẽ hưởng thụ cuộc sống bình ổn, không phải lo nghĩ và ganh đua. Năm nay, mọi sự bình hòa nên không hợp với làm ăn kinh doanh, khó đạt kết quả như ý muốn. Thậm chí, càng cố gắng càng dễ thất bại. Gia chủ nên chú ý lời ăn tiếng nói, bình tĩnh mọi sự để tránh các vấn đề kiện thương. 2. Tài chính. Tài chính bản mệnh không còn chật vật, đủ ăn, đủ tiêu và có khoản tích góp. Tuy nhiên, năm 2022 không phải là năm đẹp để đầu tư kinh doanh lớn, khó sinh tài của gia chủ. 3. Tình duyên gia đạo. Do ảnh hưởng của sao Vân Hớn, nam mạng tuổi Quý Mão năm nay, chuyện gia đạo sẽ dễ lời qua tiếng lại không như ý. Bản mệnh đã có tuổi không nên nóng tính, cần nhẹ nhàng khuyên giải sẽ mang lại tác dụng hiệu quả hơn trong mọi sự. Như vậy, vừa tránh mất lòng, mâu thuẫn không đáng có từ người thân, vừa giúp gia đình thêm phần yên ấm, an vui. 4. Sức khỏe. Nam mạng sinh năm 1963 tuổi Quý Mão đã có tuổi, nên chuyện chú ý sức khỏe là điều tất yếu. Năm 2022 lại bị ảnh hưởng bởi sao Vân Hớn nên dễ đau ốm lâu khỏi. Gia chủ nên thường xuyên luyện tập thể dục để kiểm soát huyết áp, các bệnh người cao tuổi. Tốt nhất nên khám sức khỏe định kỳ, giảm bớt công việc và nghỉ ngơi nhiều hơn để giữ tinh thần khoan khoái, tăng cường sức khỏe của chính mình.
xem sao hạn của Nam Mạng tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong năm 2022. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về vận hạn của Nam Mạng tuổi Quý Mão trong năm 2022. 1. Sao chiếu mạng. Sao chiếu mệnh Vân Hớn chủ về bệnh tật, ảnh hưởng đến bất lợi cho Nam Mạng. Mối họa này mà sao Vân Hớn gây ra cho bản mệnh sẽ liên quan đến gia đạo, mâu thuẫn bất đồng. Cụ thể, việc làm ăn của bản mệnh đều ở mức trung bình, nên tránh lời qua tiếng lại phòng thiệt thân, đề phòng ốm đau lâu khỏi. Nam Mạng bị Vân Hớn chiếu mệnh trong năm nay dễ gặp tai tinh, thừa kiệt bất lợi, tài chính khó phượng. Bản mệnh nếu là người có nề nếp cũ, nóng tính thì nên thoải mái, cởi mở trong suy nghĩ của mình, đồng thời cố giữ thái độ khoan dung, nhẹ nhàng để tránh gây mâu thuẫn cãi vã, rắc rối về kiệt tụng. Cơ bản mà nói, sao Vân Hớn không quá ảnh hưởng đến đường số, nhưng bản mệnh cũng nên lưu tâm sức khỏe và lời nói của mình, đặc biệt là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch để tránh những rắc rối không hay trong cuộc sống. 2. Hạn tuổi. Năm 2022, Nam Mạng sinh năm 1963 tuổi Quý Mão gặp hạn Thiên La. Hạn Thiên La chủ về phu thê dễ cãi vã, bất đồng, ghen tuông. Hạn Thiên La dễ gây bất an, khiến tâm trạng bồn chồn, mất ngủ, lo âu thái quá. Thế nhưng, vợ chồng chỉ cần thấu hiểu, nhẫn nhịn lẫn nhau, không ghen tuông vô cớ thì sẽ vượt qua được hạn này, gia đạo yên ấm và hạnh phúc. 3. Tứ trụ. Thiên sinh địa hung. Dự báo năm 2022, bạn mệnh gặp khó khăn về sức khỏe, tài chính. Việc đi lại không nên cưỡng cầu vì mọi sự chỉ nằm ở mức tầm trung. Việc làm ăn, sự nghiệp nên tính toán kỹ phòng kẻ gian quấy phá. Quý bạn nên giữ vững tinh thần, lưu tâm sức khỏe để vượt qua sóng gió trong năm nay, giúp cuộc sống thêm phần êm ấm, hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn. 4. Vận niên. Hổ nhập nội, hổ về đồng bằng, khó kiếm ăn. Mọi sự kinh doanh trong năm 2022 của bản mệnh gặp khó khăn lúc đầu nhưng về sau sẽ gặp may mắn và dễ phát tài. Năm nay không nên thử thách việc mạo hiểm, chú tâm làm phúc và giữ vững tính bao dung, vị tha. Trong công việc hay gia đình cũng nên giữ thái độ hòa nhã tránh hiểu lầm. 5. Mậu hợp tuổi. Phong thủy ngũ hành năm 2022 Nam Mạng Quý Mão mệnh kim sẽ hợp với màu trắng, xám, bạc, đen, xanh dương. Cân nhắc màu xanh lá và kỵ màu đỏ, hồng tím. Tìm hiểu kỹ hơn về màu sắc đem lại may mắn và hợp mệnh kim tại mệnh kim hợp màu gì. 6. Hướng xuất hành. Nam Mạng tuổi Quý Mão sinh năm 1963 thuộc cung khảm, đồng tứ mệnh. Hướng xuất hành nên chọn các hướng sau: đông nam sinh khí, nam diên nhiên, đông thiên y, bắc phục vị. 7. Hóa giải sao hạn. Theo phong tục, bản mệnh khi gặp sao xấu có thể dâng lễ giải hạn để tăng thêm niềm tin vững vàng, cầu gặp dữ hóa lành và bình an. Bên cạnh đó, vì sao Vân Hớn là sao thuộc hành hỏa, nên bản mệnh có thể dùng trang sức thuộc hành thổ như thạch anh ưu linh, thạch anh vàng, đá hộ phách, giúp tiếp khí hành hỏa, tăng cát tinh cho sao chiếu mệnh. Bản mệnh người có sao Vân Hớn chiếu mệnh cần giữ tính ôn hòa, luôn tự nhủ bản thân phải kiềm chế và bình tĩnh, để tránh xảy ra mọi sự bất đồng trong cuộc sống. Đặc biệt là Nam Mạng tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong năm nay, nên chăm sóc sức khỏe cẩn thận hơn. 8. Vận phẩm phong thủy. Trong năm 2022, sao chiếu mệnh có thể gây nên những tác động xấu, khiến cuộc sống gặp trở ngại. Vì vậy, quý bạn có thể sử dụng mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay đá tự nhiên, gia tăng sinh khí, cạn vận. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963 được Phật Văn Thù Bồ Tát hộ mệnh. Nếu muốn cuộc sống bình an, gia đình hòa hợp, kinh tế vững mạnh thì quý bạn nên làm nhiều việc thiện, đồng thời đeo mặt Phật bản mệnh để việc tốt được ghi nhận, phúc đức để lại cho con cháu về sau. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963 mệnh kim nên chọn mặt Phật làm từ bạn thuộc hành kim là hợp với bạn mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá mã não trắng thuộc hành kim cũng rất tốt cho bản mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!